Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đám cưới Hà Đức Trinh ở Phú Thọ kết hợp ca múa nhạc dân tộc Mường. Sáng ngày 8 tháng 5, đám cưới của Đức Trinh và bạn gái Mai Hà Trang đã chính thức diễn ra. Ít ai biết, chàng tiền đạo này là người dân tộc Mường, nên đám cưới được tổ chức kết hợp cả văn hóa dân tộc Mường tại quê nhà chú rể ở Sớm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trong đám cưới, nhan sắc và nụ cười tươi rói của cô dâu liên tục được chú ý. Trong không khí rộng ràng của ngày trọng đại nhất đời, chú rể Hà Đức Trinh đã thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đáng nhớ lên trang cá nhân. Từ tối hôm trước, nam cầu thủ đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn video ngắn, ghi lại cảnh bạn bè, người thân cùng vui vẻ trò chuyện trong ngày cưới. Ngay từ đêm, đúng với văn hóa của vùng quê, thanh niên gần xa đã tới nhà chú rể để hát hò, nhảy múa cực kỳ đông đúc, phải rất muộn mọi người mới bắt đầu ra về. Để vui chơi tới bến, nam cầu thủ còn mời nguyên cả đoàn ca múa dân tộc Mường về tận đám cưới để biểu diễn cho bà con làng sớm cùng thưởng thức. Không khí đám cưới cực kỳ náo nhiệt, đậm chất văn hóa dân tộc. Đến sáng ngày 8 tháng 5, đám cưới chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đúc từ bạn bè đến người thân. Cô dâu Mai Hà Trang mặc trang phục cưới khá đơn giản nhưng tinh tế, toát lên sự dịu dàng, cô lúc nào cũng cười tươi rói, quậy tay chào bạn bè. Xúc động nhất là khoảnh khắc cô được bố dắt vào lễ đường để trao cho con rể. Sau đó, đúng với phong tục tổ chức hôn lễ ở quê, cô dâu chú rể được bố mẹ hai bên trao quà, sau đó dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đây được xem là minh chứng khởi đầu cho cuộc hôn nhân sau này hạnh phúc, mỹ mãn. Sau khi các nghi lễ kết thúc, cô dâu và chú rể đứng trước cổng cưới để chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè. Phía trước cổng cưới nhà Đức Trinh được thiết kế và trang trí rất đẹp, mang phong cách nhẹ nhàng. Đặc biệt, đó là những tấm ảnh cưới của hai bạn trẻ được trưng bày dọc đường đi vào sân khấu chính. Bạn bè, người thân cũng đã tranh thủ từng khoảnh khắc để mong chụp được bức ảnh lưu niệm với cô dâu và chú rể. Và các khung ảnh mà bạn bè và người thân của Hà Đức Trinh và Mai Hà Trang đăng tải, có thể nói visual xinh đẹp của cô dâu chiếm trọn spotlight trong bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng nụ cười rạng rỡ trong ngày vui của mình. Không chỉ vậy, chú rể Hà Đức Trinh cực kỳ bảnh bao, lịch lãm và phong độ người ngơi trong bộ vest đen khiến mọi người suýt so cho nhan sắc đẹp đôi của cả hai. Được biết đây chính là tiệc cưới lần hai của cặp đôi, bởi trước đó đám cưới đầu tiên của cả hai được diễn ra tại quê nhà của bà xã Hà Đức Trinh. Tuy nhiên, bữa tiệc của đôi uyên ương vẫn được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ. Nhiều bạn bè đã đăng tải thiệp cưới nhí nhảnh của tiền đạo số 18 Hà Đức Trinh và hot girl Mai Hà Trang. Được biết, cặp đôi Hà Đức Trinh và Mai Hà Trang sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới lần 3 tại một khách sạn cao cấp ở Hà Nội với dàn khách mời quy tụ những người đồng nghiệp, các cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam đến tham dự. Ngất ngay với bộ ảnh cưới Full HD của Đức Trinh và Hà Trang. Được biết đến là chân sút tài năng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, dù không sở hữu vẻ ngoài quá xuất sắc, thế nhưng Hà Đức Trinh vẫn được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhờ khả năng chơi bóng tài tình, cùng tính cách hài hước lầy lội. Khác với nhiều đồng nghiệp, nam cầu thủ sinh năm 1997 dường như lại khá kính tiếng trong chuyện tình cảm. Được biết, Hà Đức Trinh và bạn gái Hà Trang công khai hẹn hò vào tháng 5 năm 2019. Và sau hơn 3 năm bên nhau, cuối cùng cặp đôi cũng đã chính thức về chung một nhà vào ngày 8 tháng 5 mới đây hôn lễ được tổ chức tại quê nhà của đức trinh với sự chúc phúc của người thân bạn bè và đông đảo người hâm mộ sau khi kết thúc hôn lễ hà đức trinh lại tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung trọn bộ ảnh cưới vô cùng ngọt ngào cùng bà xã lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái vô cùng hài hước ngày ấy cũng đã đến chuẩn bị tâm lý có ảnh đẹp rồi nhưng khi nhận ảnh hai đứa vẫn phải trầm trồ có thể thấy bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện trong studio với phong cách Hàn Quốc vô cùng đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng và tinh tế. Bộ ảnh cưới đầy ngọt ngào của cặp đôi Hà Đức Trinh và Mai Hà Trang. Được biết trong bộ ảnh Hà Trang đại diện bốn mẫu váy cưới khác nhau cùng những Lai dâu make ấp nhẹ nhàng khiến cô nàng trông vô cùng nổi bật và trong trẻo. Trong khi cô dâu Mai Hà Trang diện chiếc váy cưới trắng tinh khôi thì chú rể Đức Chinh cũng nổi bật không kém khi diện bộ vết trắng tông sờ tông vừa đơn giản lại rất lịch lãm cả hai trao nhau ánh mắt ngọt ngào tràn đầy niềm hạnh phúc khác xa với tính cách lầy lội hài hước ngoài đời thường chú rể hà đức chinh hóa thân thành chàng hoàng tử vô cùng nhẹ nhàng tinh tế bên bà xã niềm hạnh phúc được thể hiện rõ qua từng nét mặt cử chỉ và nụ cười của cô dâu nhan sắc của hà trang cũng được đánh giá khá cao bởi vậy chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến cô nàng trông vô cùng tươi tắn và nổi bật diện chiếc váy ôm sát cơ thể, Hà Trang khoe trọn được vóc dáng thanh mạnh vạn người mê. Cặp đôi không ngừng trao nhau những cử chỉ ân cần ánh mắt triều mến. Hàng loạt khoảnh khắc cặp đôi phát cậu lương khiến dân tình tan chạy vì quá ngọt ngào và lãng mạn. Cô dâu Hà Trang sinh năm 1998, kém ông xã một tuổi, cả hai đã có khoảng thời gian dài hẹn hò. Bộ ảnh cưới của cả hai đã nhận được nhiều lời khen của bạn bè và người hâm mộ. Cả hai đều rạng rỡ khoe niềm hạnh phúc khiến dân tình ngưỡng mộ. Cặp đôi còn có một xét chụp với trái bóng, món đồ vật gắn liền với nghề nghiệp và niềm đam mê của Hà Đức Trinh. Diện bầu vết đen sang trọng, Hà Đức Trinh vẫn thể hiện được phong thái của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Được biết, cô dâu Mai Hà Trang, quê Bắc Giang, người đẹp chính ý được nhận xét là sở hữu gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang ấn tượng. Có thể thấy trong số các nàng của các tuyển thủ Việt Nam, Mai Hà Trang là người khá kính tiếng, dường như cô và bạn trai chưa từng có bất kỳ thị phi hay ồn ào nào trong suốt bạn thời gian bên nhau, đây cũng là điều khiến cặp đôi được bạn bè và người hâm mộ yêu mến. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.